Vâng, giám đốc Thứ Chiến xin kính chào quý vị. Tiếp tục hôm nay gửi đến quý vị một sản phẩm mới hoàn thiện xong và đã có người tới đặt cọc mua rồi, và sẽ gửi đến quý vị tham khảo căn nhà cũng như là vị trí cũng như là giá bán của căn nhà hôm nay. Vị trí hôm nay thì nằm trên trục đường 55 vỉ hè 3m thuộc khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Khu vực này đã đông dân cư thì nhà cửa thì đã 99%. Đây, vị trí này hôm nay thì nằm cách biển Nguyễn Tất Thành chỉ 500m. Căn nhà nằm hướng Đông Bắc. Căn nhà nằm hướng Đông Bắc và với diện tích là 76m² đất, ngang 4m5, dài 19m quý anh chị ha. Căn nhà hôm nay với diện tích là 76m² và xây dựng một trệt hai lầu. Xây dựng được ra thêm 4m trở thành 80m², một sàn. Tổng diện tích sàn là 80m sàn, một sàn nha quý anh chị ha. Với không gian là chúng ta có gara ô tô, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sàn phơi. Đây là khu vực không gian tầng trệt. Quý anh chị có thể tham khảo ngay hôm nay mẫu căn nhà này. Thì nếu quý anh chị có nhu cầu xây dựng thì hãy liên hệ Thứ Chiến. Vì những cái mẫu như thế này lên thì sẽ bán rất là nhanh, cho nên quý anh chị nào có nhu cầu xây dựng thì chúng ta có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay để gặp Thứ Chiến để chúng tôi thiết kế và xây dựng đóng gói cho quý anh chị ha. Đây, bước trước khi vào chúng ta thấy một bộ cửa 39 rất là bề thế luôn, tạo cho căn nhà chúng ta rất là mạnh mẽ. Với không gian là gara ô tô 5m, chiều dài tổng căn nhà là 19m. Thiết kế với không gian hiện đại, sang trọng, gam màu rất là tuyệt vời ha. Bố trí các gam màu chúng ta đều hài hòa. Đây là khu vực không gian phòng khách. Phòng khách thì chúng ta cũng đầy đủ rồi ha anh chị. Bộ bàn sô lông, sofa, tủ kệ, tivi và phòng bếp chúng ta đầy đủ tủ bếp, bàn ăn 6 ghế, khu vực có sẵn tủ lạnh vân vân. Căn nhà hôm nay thì chúng ta chỉ xách vali vào ở ngay thôi, không cần sắm thêm bất cứ gì cả. Với không gian thiết kế rất là hoàn hảo luôn. Đây là khu vực không gian bàn bếp. Với không gian kết hợp màu trắng đen, chúng ta tạo nên cho phòng bếp chúng ta một không gian rất là tuyệt vời, màu sắc hài hòa. Quý anh chị nào mà chúng ta đang có nhu cầu tìm hiểu mua nhà đất tại thành phố Đà Nẵng thì hãy liên hệ nhanh tay đến Thứ Chiến. Chúng tôi sẽ còn rất là nhiều sản phẩm nhà đẹp, đất đẹp tại thành phố Đà Nẵng để gửi đến quý anh chị. Đây là khu vực không gian toilet phía sau. Toilet phía sau và có lối thoát hiểm phía sau quý vị ha. Chúng ta có lối thoát hiểm 1m2 phía sau. Đây là khu quy hoạch cho nên là thiết kế đồng bộ như nhau. Với không gian diện tích chiều ngang 4m5, chúng ta thiết kế được căn nhà
với không gian nhìn rất là rộng rãi luôn, ánh sáng tuyệt vời và không khí từ hai bên giếng trời chúng ta rất là thông thoáng. Chúng ta từ bên trong nhìn ra bên ngoài căn nhà nhìn rất là thoải mái ha quý anh chị. Căn nhà này thì quý anh chị nào mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó ha. Bán rất là nhanh ở khu vực Đà Nẵng, nhà đẹp. Quý anh chị có nhu cầu thì hãy nhanh tay, chứ còn mà chậm tay thì chúng ta sẽ không có được các căn nhà đẹp như thế này. Hãy liên hệ tới Chiến để đặt trước các căn nhà, để chúng tôi có thể cập nhật cho quý anh chị các căn nhà phần thô đang xây dựng. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều các căn nhà đang xây dựng phần thô. Quý anh chị có nhu cầu nếu mà chúng ta vào hoàn thiện theo sở thích thì có thể liên hệ ngay ha. Đây là khu vực không gian tầng 2. Đây, tất cả mọi không gian, mọi bố cục của căn nhà đều là một màu sắc riêng biệt, tạo nên một cái điểm nhấn rất là đẹp cho căn nhà hôm nay. Đặc biệt căn nhà hôm nay chúng ta có cái view phía sau, view trồng rau rất là tuyệt vời luôn. Đây, chúng ta có thể thấy bà con đang trồng rau phía sau. Đây là một trong những cái view đẹp nhất của ngôi nhà hôm nay, rất là hiếm có tại khu vực trung tâm Đà Nẵng. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên chúng ta có giếng trời và có một cái view khá là đẹp. Tiếp tục đến với khu vực bằng toilet. Đây là toilet chung giữa tầng 2. Tầng 2 chúng ta có hai phòng ngủ và hai toilet quý chị ha. Tiếp theo chúng ta đến với phòng master. Phòng master thì chúng ta có toilet bên trong, tất cả full nội thất như giường, tủ, chăn ga, gối đệm v.v. Đây là một trong những căn nhà thiết kế mẫu mã rất là đẹp cho năm 2023. Đây là phòng ngủ master của ngôi nhà. Phòng master này thì chúng ta có một không gian view ban công trồng cây xanh rất là tuyệt vời luôn. Đảm bảo quý anh chị nào chúng ta không cần đi du lịch nữa, chúng chị chúng ta sẽ thích ở trong nhà thôi. Đây, khỏi tốn tiền đi du lịch cho quý chị ha. Có một cái view rất là chắc ngay tại căn nhà chúng ta. Đây, một cái ban công có không gian thiên nhiên. Căn phòng master này thì diện tích là 45m². Có đầy đủ đồ quý chị ha, giường tủ, chăn ga, gối đệm. Phòng vệ sinh riêng. Quý chị thấy tất cả các gam màu của từng vật dụng, từng bố cục của ngôi nhà chúng ta đều thiết kế một gam màu khác nhau hoàn toàn, tạo một cảm giác rất là ấm cúng luôn ha. Hệ gỗ 100% là gỗ tự nhiên. Mỗi không gian khu vực cầu thang đều được ốp một loại riêng. Còn cầu thang tầng trệt chúng ta ốp gỗ và cầu thang tầng 2, tầng 3 chúng ta sẽ ốp đá. Vâng, vị trí khu vực không gian đây là quận Liên Chiểu. Thì cách trung tâm quận Hải Châu là 5km thôi. Cách quận Thanh Khê 2km. Cách cầu Rồng, cầu sông Hàn thì mất 6km cho quý chị. Và nếu mà chúng ta ra biển Nguyễn Tất Thành thì chúng ta đi căn nhà hôm nay thì 500m ra biển. Và cách biển Mỹ Khê thì 8km.
Đây là khu vực không gian phòng cuối cùng, phòng thứ ba. Mỗi căn phòng thì có thiết kế khác nhau hoàn toàn. Mỗi bố cục, mỗi thành phần tạo nên một cái điểm nhấn rất là riêng cho ngôi nhà hôm nay. Căn nhà hôm nay thì với giá hoàn thiện rơi vào tầm 2,2 tỷ. Nếu mà chúng ta có nhu cầu xây dựng thì hãy liên hệ công ty Tư Chiến, chúng tôi sẽ thiết kế cũng như là xây dựng full nội thất cho quý vị. Phòng ngủ này thì bố cục cũng giống với căn phía dưới thôi quý vị ha. Nhưng mà chúng ta có khu vực vệ sinh ở đây, vệ sinh riêng. Căn nhà hôm nay thì diện tích sử dụng của chúng ta rất là nhiều. Diện tích sử dụng chúng ta có thêm một sân thượng phía trên, làm cho diện tích sử dụng của chúng ta lên đến là 300 m². Tiếp tục đến với không gian phía trước thì chúng ta có khu vực giặt phơi. Đây là khu vực phòng giặt và phòng thờ phía trước và sân thượng phía trên. Căn nhà hôm nay thì giá bán là 5,5 tỷ. Đã bán rồi nha quý anh chị ha. Khách hàng đã đặt cọc từ khi còn xây gần xong thì đã đặt cọc rồi. Cho nên quý anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ Tư Chiến để chúng tôi có thể sắp xếp các căn nhà đang hoàn thiện gửi đến quý anh chị. Các mẫu nhà ở phố Đà Nẵng thì hiện tại bán rất là nhanh luôn, trong vòng mà tuần đến một tháng thì chúng ta đã bán được rồi. Đây, phía trước này chúng ta có khu vực ban công khá rộng rãi để chơi ha. Nói chung căn nhà hôm nay thì chúng ta nếu mà định cư thì rất là thoải mái, thiết kế không gian hợp với quý anh chị nào chúng ta thích nghỉ dưỡng, đúng không? Tiếp tục chúng ta đến với không gian trên tầng thượng ha. Đây, diện tích sử dụng của chúng ta có thêm tầng thượng nữa đúng không chị ha, 300 m² sử dụng. Đây này, chúng ta có sẵn bồn nước và thấy được quang cảnh toàn cầu, toàn xung quanh ha. Đây, vị trí xung quanh rất là tuyệt vời luôn. Có khu vực trồng rau phía trên. Với vị trí như thế này thì chúng ta có thể vui chơi. Căn nhà định cư rất là sướng luôn. Chúng ta ở đây thì hít gió biển rất là mát, nâng cao tuổi thọ. Sẵn một khu vực làm vườn này như thế này thì quá là tuyệt vời ha. Vâng, tôi chỉ sẽ review đến đây thôi. Xin kính chào quý anh chị ha.